khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 9, Công an xã Vĩnh Phú Đông và Công an xã Hưng Phú, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Công an xã Ninh Quế A, huyện Hồng Dân và Công an xã Mỹ Quế, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức truy bắt đối tượng Hiệu Tuấn, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú ấp Vĩnh Mẫu, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình về hành vi trốn cách ly tập trung để phòng chống dịch COVID-19. Theo thông tin từ lực lượng chức năng, Tuấn là đối tượng bắt buộc đưa đi cách ly y tế tập trung theo quy định của Bộ Y tế để phòng chống dịch COVID-19. Trong quá trình xe cứu thương của Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình chở Tuấn di chuyển đến chốt kiểm soát dịch số 7 của tỉnh, đóng tại địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng thuộc tuyến đường quảng lộ Phụng Hiệp, đoạn địa bàn ấp Ninh Lợi, xã Ninh Quế A, huyện Hồng Dân để tiếp nhận thêm 2 trường hợp đưa về khu cách ly y tế tập trung của huyện Hòa Bình. Thì lúc này trên xe có một tài xế và một nhân viên y tế. Trên đường di chuyển, khi đến địa bàn ấp Vĩnh Phú B, xã Vĩnh Phú Đông, Tuấn bất ngờ dùng một bình oxy y tế bằng kim loại để trong xe cứu thương, tung vỡ cửa kính chắn gió phía sau của xe cứu thương. Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình mang biển số kiểm soát 94A00248, sau đó nhảy xuống xe, bơi vượt qua bên bờ sông Ninh Quế, cầu sập thuộc địa bàn ấp Ninh Lợi, xã Ninh Quế A, rồi tiếp tục di chuyển hơn 1 km về địa bàn xã Mỹ Quế, thị xã Ngã Năm. Không dừng lại ở đó, Tuấn lại tiếp tục bơi vượt trở lại qua bên bờ sông Ninh Quế, cầu sập sang địa bàn ấp Mỹ Tượng 1, xã Hưng Phú. Sau gần 2 giờ đồng hồ vận động, kêu gọi, vây bắt, lực lượng công an của 4 đơn vị đã phối hợp với người dân địa phương, thuyết phục được đối tượng Hiệu Tuấn. Sau đó di lý đối tượng Tuấn lên xe cứu thương khác của Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình để đưa về khu cách ly y tế tập trung của huyện này. Với hành vi cố tình tránh cách ly tập trung và phá hoại tài sản nhà nước xảy ra tại địa bàn Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long, Công an xã Vĩnh Phú Đông đã phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng của huyện thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.